Nga phẫu thuật và hôm nay thì Nga đã đến đo lại. Và bây giờ mắt, cả hai mắt của Nga hiện đang là thị lực Nga phần 10. Và thực sự đây là một điều đáng mơ ước, cực kỳ mơ ước với Nga từ hồi xưa. Vì đã rất lâu rồi Nga không hiểu cảm giác được hai chữ số phần 10 như nào. Vì lúc nào cũng lại đẹp 1-2 phần 10 thôi. Với một đôi mắt sáng như này mà không cần phải đeo kính thì Nga có thể tự làm được rất là nhiều điều mà hồi trước đây Nga không hề có tự tin làm. Ví dụ như là sáng dậy thì không phải đi tìm kính nữa chẳng hạn, và đi trước khi đi ngủ cũng có thể là skin care mà với đôi mắt mà mình có thể nhìn được, chứ không phải là đeo cặp kính. Mà bình thường là skin care là hay phải tháo kính ra đúng không ạ? Bây giờ mình đã có thể tự làm được. Bên cạnh đấy là mình cũng rất là tự tin đi chơi thể thao này và bơi. Đặc biệt là mình rất thích nhảy, mà lúc mà nhảy là thường hay kính văng lung tung khắp nơi, nên là bây giờ mình đã tự tin hơn rất là nhiều và cảm thấy rất là hài lòng với những gì mình đang